Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tinh dầu thông đỏ Trương Song Won hỗ trợ giảm cholesterol, sử dụng cho người có hàm lượng cholesterol cao trong máu, đồng thời kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, thể dục thể thao điều độ sẽ có một sức khỏe tốt hơn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tinh dầu thông đỏ Trương Song Won còn hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ giảm tác động của gốc tự do. Gốc tự do là một trong những nguyên nhân gây lão hóa. Càng lớn tuổi, số lượng gốc tự do càng tăng lên và cơ thể càng chịu nhiều sự tác động, sự lão hóa. Do đó, quá trình tự nhiên chúng ta không thể chống lại, nhưng chúng ta có thể hạn chế sự tác động của thời gian đến cơ thể bằng cách cung cấp các chất chống oxy hóa. Và thực phẩm bảo vệ sức khỏe tinh dầu thông đỏ Trương Song Won chính là một giải pháp hiệu nhất. Thưa quý vị, bên cạnh gốc tự do thì một trong những điều nữa mà gần đây dường như đang trẻ hóa đi đó chính là tình trạng mỡ trong máu cao. Chắc là ông bà cha mẹ chúng ta rất là sợ việc này, và cả chúng ta nữa đúng không nào? Mỡ trong máu mà càng cao thì nguy cơ hình thành cục máu đông và tỷ lệ đột quỵ ở cục máu đông thì ngày càng lớn hơn, cho nên hãy hạn chế điều này ngay lập tức thưa quý vị. Đó là những vấn đề. Thế thì để tránh những vấn đề đó, chúng ta phải có giải pháp. Một trong những giải pháp mà hôm nay chúng tôi tư vấn cho quý vị đó là mình sẽ sử dụng viên uống tinh dầu thông đỏ. Ở đây thì chúng ta thấy là cái sản phẩm mà hôm nay chúng tôi đang tư vấn á, 100% là tinh dầu kim thông. Quý vị biết là kim thông là lá thông đó. Lá thông thì nó là một loại lá kim. Đó, nó cứ chỉ nhọn nhọn ra như kim này. Và bộ sản phẩm này là sản xuất nhập khẩu trực tiếp tại Hàn Quốc luôn, cho nên quý vị yên tâm về chất lượng. Và đây là 100% tinh dầu lá thông đỏ rồi thì khi mình sử dụng trong một khoảng thời gian dài sẽ hỗ trợ cái gì ạ? Sẽ hỗ trợ được giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ giảm tác động của các gốc tự do vào cơ thể của mình. Tất cả chúng ta, những ai mà đang trong cái độ tuổi lao động làm việc, thậm chí là nghỉ ngơi ở nhà, mình cũng nên bổ sung thêm những cái dưỡng chất từ tinh dầu thông đỏ. Mà hôm nay là một cơ hội quá tốt để chúng ta mua sản phẩm sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và lại còn có rất nhiều quà tặng ý nghĩa. Cuộc sống hiện đại ngày nay, đôi khi chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực với công việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chúng ta. Hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe của mọi người nên chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một sản phẩm, một món quà ý nghĩa cho sức khỏe, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tinh dầu thông Trương Song Won, một sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Mua trong khung giờ này, quý vị khán giả còn được nhận ưu đãi hấp dẫn của chương trình. Chỉ với 999.000 đồng, quý vị sẽ sở hữu ngay mỗi một hộp như vậy là có 3 vỉ, một vỉ có 10 viên để quý vị sử dụng. Tổng cộng chúng ta có 120 viên, còn nhận được thêm rất nhiều quà tặng. Tất cả sản phẩm chính và quà tặng đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Cơ hội mua sắm hôm nay cực kỳ hấp dẫn. Hãy nhanh chóng gọi điện đến tổng đài của chúng tôi để được tư vấn và nhanh tay chốt đơn hàng. Chúng tôi sẽ giao tận nơi trên toàn quốc, đặt hàng để có mức giá ưu đãi, số lượng có hạn. Mua ngay, mua ngay!